thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu ekip camera đồng hành team Mr. Robert Nancy Francis, First Third General Manager. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Châu Pha, Phó Tổng Giám đốc Bình Dương, đơn vị hỗ trợ dịch vụ. Xin trân trọng giới thiệu Nguyên Founder and CEO thương hiệu Nowstick. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc công ty. Các người đẹp, các hoa hậu ngày hôm nay, xin lỗi mọi người là giọng hôm nay hơi khàn chút vì không hiểu sao nữ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Năm nay thì cuộc thi nó cũng có một cái Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Khi mà Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi Miss International, ngoài ra thì nãy giờ thì quý vị ngồi đây cũng đã nhìn thấy dự thảm đỏ, cũng nhìn thấy những nhan sắc đi ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cũng như là từ các cuộc thi Hoa hậu mà chúng tôi làm, nó vô cùng... Hoa tư chia đôi là nó là 17, tại sao nó là 18? Bởi vì là năm 1988, ở thời điểm số 0, nó đã được tổ chức lần thứ nhất, cho nên năm nay đúng là lần thứ 18. Tuy nhiên đó có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì nó là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất của chúng ta. Được khai từ năm 1990 thì cuộc thi bắt đầu được mang tên là Hoa hậu toàn quốc Báo Tiền Phong. Là cái vòng sơ khảo đã được thực hiện trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 vừa qua, của hai vòng sơ khảo khu phía Nam, khu phía Bắc tham gia vào vòng trung khảo toàn quốc sẽ được Hoa hậu người đẹp. Thế thì chúng tôi vẫn rất vui mừng là cuộc thi Việt Nam được tổ chức vào dịp cuối năm, nhưng cứ được sự tham gia rất đông đảo của các thí sinh ở trên toàn quốc, và cái chất lượng thí sinh cũng rất là cao. Một cái điều ghi nhận cũng nhiều lớn nhất đó. Và cũng là cái điều để các em bước vào đời một cách nhẹ nhàng nhất. Và cá nhân tôi đến thời điểm này, tôi cảm nhận được rằng là những dự án nhân ái và những chuyến từ thiện sau khi các em đăng quang, nó tác động rất nhiều tới chính các em. Và cái điều hạnh phúc là khi đi cùng các em các dự án nhân ái, các dự án từ thiện, tôi cảm nhận được rằng các em làm bằng chính trái tim mình, chứ các em không làm để truyền thông hay không làm để PR. Nhiều người cũng hỏi tôi, xin chia sẻ cái điều này, đó là cái giá trị mà các bạn Hoa Á hậu hay các người đẹp mang tới từ những hoạt động cộng đồng, nó có giá trị tới sinh rất là lớn tới trái tim của các bạn trẻ. Chúng tôi có thể âm thầm làm và làm nhiều hơn thế nữa, nhưng chúng tôi muốn đem cái điều đó để cảm nhận, để các bạn cảm nhận, để cảm hóa những cái trái tim tuổi trẻ còn đang chưa kịp cảm nhận cái điều đó. Có thể các bạn còn đang quá trẻ, các bạn vẫn còn đang cảm thấy chưa quan trọng tới những điều đó, nhưng nếu như các bạn nhìn thấy những người đẹp bỗng dưng lột hết dạ hội vương miện xuống để các bạn và mở ra giá trị mới về cuộc thi nhan sắc quốc gia. Từ năm 2016 đến nay, người đẹp nhân ảnh nhưng đều vì mục đích chung là mang sự ấm áp đến những mảnh đời kém may mắn. Qua các nhiệm kỳ, Hoa hậu Đỗ Nhiên, Hoa hậu Trần Thị Phi và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã thực hiện nhiều dự án nhân ái, đóng góp tích cực cho xã hội và lan tỏa tình yêu thương khi tham gia các mùa nghi lễ ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022. Các vị, chúng ta đang được chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và nhà tài trợ chính thức chủ dự. Các vị, cùng với nghi thức ký kết hợp một lần nữa trân trọng được cảm ơn bà Nguyễn Hoàng Như Thảo, Lớp Marketing Manager của Wings Hotels. Nghi thức ký kết giữa nhà tài trợ trà sữa Dayer, thương hiệu trà sữa Quanta Dayer với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là nghi thức ký kết giữa ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 để trở thành tổng bình chọn chính thức của cuộc thi năm nay. Câu hỏi rất là thú vị. Thực ra câu hỏi về việc được gửi lời cảm ơn đến anh Hoàng đến từ Bestie. Để mà nói mình thì có lẽ hà tiếc một điều là mình có hơi ít thời gian. Mình ước là mình có nhiều thời gian hơn để làm được nhiều điều hơn. Bởi vì như mọi người biết thì nhiệm kỳ của Hà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, và trong đó đã có 6 tháng là mình không thể, đa phần là không thể làm được nhiều hoạt động. Và sau 6 tháng đó thì mình tiếp theo đó thì mình lại
chuẩn bị cho hành trình đi thi và rất là nhiều hoạt động khác nữa. Vậy nên là cái quỹ thời gian của mình cống hiến cho các hoạt động xã hội, hoạt động nghệ thuật hay hoạt động giải trí, thì nhìn lại bây giờ thì mình vẫn rất là tự hào về hành trình của mình. Bởi vì trải qua mỗi khó khăn thì cái ý chí của mình đã... Vậy thì bên ban tổ chức của mình đã có những cái kế hoạch và có những cái mục tiêu nào để hoặc là có những cái kế hoạch? Chúng ta sẽ tùy vào năng lực và tùy vào sự nỗ lực của các bạn để chúng ta để chúng tôi sắp xếp một cuộc thi sao cho hợp lý. Và các bạn cũng sẽ có thời gian để mà rèn luyện hơn là những năm vừa qua chúng ta đi thi nó bị hơi gấp á. Xong rồi cũng có bị các bạn trách là sao cho đi thi gấp vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta tập tành tất cả các kỹ năng. Được các chuyên gia trung khảo vào ngày 26 của Học Việt Nam ấy, thì cũng sẽ có điều chỉnh cái thể thức, điều chỉnh cái cách tiến hành để làm sao cho nó hấp dẫn hơn và có tính cạnh tranh cao hơn. The crown, the title for Vietnam. So my question is, how is it for you winning the crown, the first ever crown for Vietnam, and there's 1 year ahead of you. So what should we expect for the new Miss Intercontinental? Học bảo học ạ. Em cảm ơn chị Phương Anh. Thì nói chung là anh cũng hỏi về cái việc và cái cảm nghĩ của mình về Miss Intercontinental và cũng như là mình sẽ trông đợi những gì vào một đương kim Miss Intercontinental sắp tới, đúng không ạ? Ok. Xuống xíu nha, để cho khuôn mặt của mình được đẹp lắm.